Sì, tutto per te. Ok, ecco. Comunque sì. Xin chào các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Bị ngày hôm nay. Hôm nay tụi mình sẽ dẫn các bạn đi đến một cái phiên chợ khác. Như lần trước các bạn đã xem được cái phiên chợ ở Bang, thì hôm nay đây là một cái phiên chợ ở Carignan của một trong những cái tỉnh nhỏ của thành phố Mons. Thì cái phiên chợ này tụi mình hay đi trước đây để mua rau củ, trái cây của những người mang gốc họ bán rất rẻ đó các bạn. Trước khi vào phiên chợ thì bắt buộc chúng ta phải vệ sinh tay khử trùng để phòng chống virus. Ở đây thì nghiêm khắc hơn so với Bangs. Còn khi vào đây thì các bạn sẽ nghe thơm phức cái mùi goti ở một cái chiếc xe bán đồ ăn nướng như thế này các bạn. Rất là hấp dẫn. Ở nơi đây thì có một cái bức hình thành cao như vậy đó các bạn. Là ngày xưa họ ở trên đó để giám sát. Khi mà có cái gì biến động là họ sẽ báo động ngay. Vào sâu bên trong khu chợ nữa thì sẽ có một số quán cà phê đó các bạn. Thì thường thì trước khi không có dịch thì nơi này chợ rất là đông đúc người qua lại. Những trái dưa hấu mà của những người mà hồi họ bán đó các bạn, một trái to đùng luôn, một trái tặng cả 10 kg. Thì khi nào mình thèm lắm thì mình chỉ mua một phần 6 của cái trái này ăn thôi các bạn, chứ không ăn hết nổi. Ở trong đây thì họ bán rất là nhiều trái cây. Những trái cây của họ bán rất là rẻ hơn so với các bạn đi siêu thị. Thì nhiều khi mình mua nhiều sẽ được với cái giá tiền ít hơn. Đó, mình đi vô chợ là mình sẽ ghé ngang cái quầy hàng này.
Cái chiếc xe này bán gà của ti nè, cũng giống như ở phiên chợ anh bang sao các bạn. Họ di dời nhiều chỗ khác nhau để họ kinh doanh, họ buôn bán ở chợ. Họ đi nhiều cái tỉnh khác nhau để họ bán. Thì đi khi đến đây thì mình bắt gặp có bán Sigo, thì đây là Garnita ở bên Bỉ. Ở chỗ này thì họ chỉ có bán hai hương vị, là một cái là mâm xôi màu đỏ và một cái là Tobican. Thì cái ly nhỏ là 2 đồng, ly dừa là 3 đồng, và cái ly đang đứng phía bên tay trái là 4 đồng các bạn. Mình thường hay pha trộn cho nên mình rất thích uống cái này vào mùa hè. Đây là cái tiệm bánh mì, cũng không phải là người Bỉ luôn các bạn, nhưng mà bánh mì của họ là toàn là để những cái mè lên trên bánh mì, nhìn rất hấp dẫn, rất là ngon, cho nên họ bán cũng rất là rẻ. Họ có để giá, như là nếu mà mình mua 4 loại bánh mì khác nhau thì phải sẽ với cái giá là 3,5 đồng. Tùy theo mình muốn chọn loại bánh nào. Nhưng mà cái ông này thì ông nói là nếu mà mua thêm một cái thứ năm nữa thì ông sẽ bớt nữa, nghĩa là 5 cái bánh mì tùy theo kiểu, tùy theo mẫu, thì 5 cái như vậy sẽ trả 4 đồng, cho nên tụi mình mua luôn 5 cái về và chia cho người này người kia luôn. Mình mắc cười ông xã mình, chọc ông xã mình cầm toàn là bánh mì, ông xã nói nếu mà có cái nón nữa là giống người Ý luôn á. Đây là một cái xe thức ăn nhanh của người Việt bán. Trước đây là một cái chú kia, nhưng mà chú kia lớn tuổi rồi nên giao bán lại xe này và giữ chỗ ở chợ. Đáng lẽ trước đây là mình cũng định bán cái này đó các bạn, nhưng mà do mẹ chồng mình cản cho nên nghỉ không có làm, nên người khác họ mua lại. Rồi, 2 vợ chồng đi về. Đây, ông xã mình đang xách đồ. Mình cũng đang xách đồ cho nên mình không xách giùm ông xã mình được. Bữa nay đi không có đem cây nạng sao. Nhưng mà vẫn xách đồ được nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và tạm biệt các bạn trong video ngày tới nha. Bye bye. Bye.